Xin chào mọi người. Và hôm nay thì theo anh lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho cả nhà tham khảo một mẫu sedan đến từ phân khúc hạng sang. Đó là chiếc Ford Mondeo. Sản xuất năm 2003, phiên bản số tự động bản full kịch cả nhà nhé. Màu đen. Biển 99K. 3518, một chiếc xe một chủ sử dụng từ đầu cả nhà nhé. Về phần tổng thành sơn xi thân vỏ của xe đây. Còn rất là đẹp luôn mọi người nhé. Màn hình cam lùi cảm biến lùi đầy đủ này. Một mẫu sedan hạng cao cấp của thương hiệu Mỹ. Một mẫu xe mà chuyên dùng để chở các vị lãnh đạo cấp cao nhé cả nhà nhé. Một mẫu xe công vụ của nhà nước. Rất là đẳng cấp luôn. Tần tổng thành ngoại thất của xe đây. Sơn xi còn rất là đẹp luôn nhé. Đèn pha này, còn nguyên bản theo xe nhé. Đèn pha thì được kết hợp giữa đèn bi cũng như đèn halogen này. Mặt ca lăng đây. Đèn pha thì còn rất là sáng đều. Trang bị theo xe là bộ mâm đúc đa chấu 16 inch, phanh đĩa ABS 4 bánh, dàn lốp 4 quả Michelin, khe rãnh rất là dày nhé. Đăng kiểm dài tháng 10 năm 2021. Sinh nhan được tiếp trên gương. Một mẫu xe được thiết kế form dáng đây, rất là trường xe cả nhà nhé. Đây, về phần nội thất đây thì anh sẽ cho cả nhà cùng tham khảo luôn nhé. Đây, mọi người có thể quan sát những phần gần dập này, cánh táp ly này. Tất cả là vẫn còn zin từ nhà máy ra nhé. Chứng tỏ là xe là không có tai nạn, không ngập nước gì cả nhé. Chiếc xe này thì keo chỉ vẫn giữ còn zin 100%. Và xe thì không lỗi. Phần táp ly đây, da và nhựa còn khá là đẹp luôn, không một vết chảy xước. Táp nâu cũng vậy mọi người này. Một chiếc xe khi ngồi trên xe thì chúng ta cứ yên tâm về tính năng an toàn của xe. Rất là yên tâm khi chúng ta chở gia đình con cái đi chơi. Và xe thì được trang bị đến tận 8 túi khí an toàn cả nhà nhé. Túi khí thì xung quanh xe rồi. Nên mọi người cứ yên tâm. Củ số của xe đây, màn hình cam lùi này, điều hòa auto, cửa sổ trời. Ghế bọc da màu đen đây. Không một vết bục nhé cả nhà nhé. Cửa sổ trời chân nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ. Sản xuất năm 2003. Và với mẫu xe này thì bên Thế Anh đang chào bán với giá là 135 triệu đồng nhá. Chỉ với 135 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Xe thì Thế Anh cam kết cho cả nhà là không có đâm va, không ngập nước nhá. Nội thất đây. Một dòng xe siêu lành, siêu bền bỉ nhá. Xe thì đi thì rất là đầm chắc rồi, cực kỳ là đầm chắc luôn. Túi khí đây, túi khí thì xung quanh các cột đây cả nhà nhé. Đó, cột B, cột C này đều có hết nhé. Nỉ này. Đây, 4 quả dàn lốp đây. Khe rãnh cực kỳ dày nhé. Phần thiết kế đằng sau của xe đây. Màn hình cam lùi này, cảnh báo va chạm này. Phần khung gầm này nhá. Khung gầm sắt xi đây. Nói chung là xe thì Thế Anh đã dọn dẹp khá là kỹ càng rồi. Nên là cả nhà yên tâm khi sở hữu xe thôi. Trang bị dàn lốp đây. Cả nhà mà đang tìm chọn mẫu xe này để đi lại thì vui lòng liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354152888 và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhé. Một chiếc xe còn rất là chất này, táp nô táp ni không một vết chảy xước nhé. Chỉ với 135 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu một chiếc xe sang số tự động đi rồi. Đèn pha ô tô này, các phím điều chỉnh âm lượng này, táp lô đây nhá, vô lăng 4 chấu này, gương kính chỉnh điện cụp xe, táp ni đây. Và xe thì được thiết kế 3 vị trí nhớ ghế nhá. Và bên Thế Anh thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc.
Nên mọi người ở xa mà ưng xe thì vui lòng liên hệ với em nhé. Cọc cho em trước 30 triệu đồng thôi, em sẽ vận chuyển xe đồng cho mọi người. Mà xe đồng bên em thì đi dọc tuyến quốc lộ 1. Cả nhà có thể đón nhận xe tại dọc tuyến quốc lộ 1 nhé. Mặt đồng hồ của xe đây. Đây dàn nốt 4 quả này cả nhà nhé, 4 quả Michelin này. Đây. Đây, phần khoan động cơ đây. Xe là đang hoạt động mọi người nhé. Máy nổ đây. Cực kỳ là êm nhá. Không một tí rung giật gì cả này. Lắp cabo zin theo xe này. Chỉ với 135 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Máy móc thì rất là khô ráo nhé. Cả nhà mà quan tâm xe thì vui lòng liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354152888. Và bên em thì có thu mua vận chuyển toàn quốc. Nên cả nhà có nhu cầu mua hay bán xe thì cứ vui lòng liên hệ cho em nhé. Em sẽ thu mua trên 24/24. Cả nhà mà quan tâm xe thì vui lòng liên hệ em. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.